Thưa sư, đề mục Casino trắng nên được đọc thầm hay phát ra tiếng, đọc nhanh hay chậm, nhịp thở của mình như thế nào? Thưa quý vị, đó khi thực hành Casino trắng thì chỉ cần đọc ở trong tâm thôi, có nghĩa là tụng ở trong tâm ấy, ví dụ như trắng 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 trắng, tốc độ không quan trọng, tốc độ không quan trọng, tụng sao cho nó phù hợp thôi. Tụng ở trong đầu á, chứ không phải là tụng ở ngoài miệng ha, tụng ở trong đầu. Bởi vì nếu như quá chậm á thì nó sẽ khiến cho quý vị bị trôi đi đề mục, có nghĩa là bị quên mất. Còn quá nhanh á thì quý vị sẽ bị phóng tâm. Cho nên là nó tốc độ nó vừa phải thôi, không quá nhanh cũng không quá chậm. Và đọc ở trong đầu chứ không không phát ra tiếng ha, không phát ra tiếng. Còn nhịp thở thì làm ơn thiền Kasina thì không theo dõi hơi thở. Quý vị phải bỏ hơi thở ra, không theo dõi hơi thở. Không có gán ghép hơi thở vào cái việc niệm trắng, 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 không được gán ghép vào trong đó.